Chào các bạn đến với Tarot Journal. Thì hôm nay mình sẽ làm một chủ đề về tình yêu, đó là bạn có còn tình cảm hoặc là cảm xúc đối với đối phương hay không. Thì đối với chủ đề này á, thì cái đối tượng mà mình nhắc đến ở đây không nhất thiết phải là người hiện tại hoặc là ở quá khứ, tức nghĩa là có thể nằm trong cả hai trường hợp, nhưng ít nhất các bạn cần phải có một đối tượng xác định trước ở trong đầu thì mới chọn tụ bài. Thì mình cũng sẽ có 3 tụ bài và mỗi tụ bài sẽ có 2 lá, và hai lá này nó sẽ liên quan đến câu hỏi trực tiếp đó luôn, đó là cái bạn có còn cái cảm xúc hoặc là cảm giác đối với đối tượng đó nữa hay không. Bởi vì nhiều khi có những bạn nói là không, hoặc là kiểu giống như là họ nghĩ là mọi thứ đã kết thúc rồi, nhưng mà cái cảm xúc bên trong đôi khi nó vẫn còn. Thì mình sẽ bắt đầu bằng việc sao bài và chi tụ. Mình đã có 3 tụ bài, tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn hãy dành khoảng thời gian từ 5 giây để xem coi tụ bài nào hút ánh nhìn các bạn nhất, và các bạn chọn một tụ. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian 5 giây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải ở tụ 1. Thì đối với tụ 1 chúng ta có lá 4 cốc và lá kỵ sĩ tiền. Thì đối với hai lá bài này mà hỏi người đó có còn cảm xúc hoặc là tình cảm với bạn hay không, thì đầu tiên bài lên là không, câu hỏi là bạn có còn cảm xúc hoặc là tình cảm với người đó hay không, mình nhầm. Thì nếu mà bạn câu hỏi này có còn bạn có còn cảm xúc và cảm giác với người đó hay không, thì đối với những bạn chọn tụ 1 á, thì đầu tiên á, mình thấy là 4 cốc thì chắc chắn phải là còn. Bởi vì mình cảm giác là ở trong cái suy nghĩ của các bạn á, mình thấy giống như là những cái con vật nhỏ nhỏ ở đây nè, nó hướng về cái ánh trăng ở đây, thì mình cảm giác đó là cái cảm xúc bên trong chứ không hẳn là cái mà các bạn thể hiện ra bên ngoài, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong suy nghĩ của các bạn á, mình cảm giác giống như đôi khi nghĩ về đối phương á, nó giống như kiểu là một cái cảm giác, một cái cảm xúc, một cái kỷ niệm nào đó về đối phương mà bạn cảm giác giống như có nhiều cái bạn bỏ lỡ, có nhiều cái bạn nó đã xảy ra, hoặc là nó có vấn đề gì đó trong quá khứ, trong mối quan hệ giữa hai người, nó khiến cho bạn cảm giác một sự tiếc nuối, một cái cảm giác mà nếu nếu thôi nhé, nếu mà các bạn có thể quay trở lại, hoặc là có thể thời điểm đó các bạn sẽ quyết định lại. Quyết định lại ở đây không hẳn là quay trở lại hay là sửa sai, mà là có thể kết thúc mối quan hệ đó cũng sớm hơn cũng nên, tức nghĩa là tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, chứ nó không nhất thiết phải là quay trở lại, là cái thứ hai. Cái thứ ba mình thấy nữa là trong lá 4 cốc ở đây á, nó có một cái suy nghĩ đó là về tình yêu, về những cái gì nó xa xôi, về về tình cảm. Mình cảm giác cái phần cảm xúc trong các bạn nó giống như là một cái hồ nước á, nó rất là chênh vênh, kiểu giống như là lúc á thì nó đầy, lúc á thì nó lưng, lúc á thì nó không còn miếng nước nào hết. Mình cảm giác cái phần cảm xúc bên trong các bạn nó rất là vơi, nó vơi đi theo tháng ngày. Và cái việc mà cái tình cảm của các bạn trong tương lai á, mình cảm giác đối với các bạn nó cũng giống như một cái chuyến phiêu lưu đầy đầy rủi ro, hoặc là đầy những cái gì nó không chắc chắn. Và thêm vào đó nữa, ở dưới là lá kỵ sĩ tiền, nó cho mình cái cảm giác đó là trong suy nghĩ của các bạn giống như là cái mối quan hệ cũ các bạn đã cho nhiều, hoặc là các bạn đã mong muốn nhiều, hoặc là chờ đợi nhiều, nên cái việc đó nó càng làm cho các bạn nghĩ đó là những cái gì nó đã trải qua là những cái mà khó có thể quay trở lại, khó có thể có lại được. Và mình cảm giác cái cảm xúc và cái cảm giác ở bên trong của các bạn nó giống như một mớ hỗn độn. Và mình nghĩ, mình ví dụ đơn giản nhất, nó giống như là một cái tờ giấy, khi bạn buồn bạn dò nát, bạn vò nó lại, bạn ném nó đi vào một góc, rồi đến khi bạn cảm giác thoải mái hơn, hoặc là bạn cảm giác bình tĩnh lại, thì bạn lại lượm những cái tờ giấy đó lại, bạn mở nó ra bạn đọc. Tức nghĩa là nó giống như một cái người mà họ đôi khi họ cố gắng, họ vùng vẫy với cái ký ức cũ của họ, họ cố gắng xóa nó đi, họ tìm cách phớt lờ nó, rồi sau đó họ lại chọn một cái cách là quay trở lại với nó và tìm lại nó, bởi vì đó là cái cảm xúc, là một cái thời mà họ đã từng yêu, từng hết mình vì 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 một người nào đó. Mình cảm giác những cái bạn chọn tụ một là những người có suy nghĩ rất là nhiều, có nhiều cái cảm xúc, những cái cảm giác ở bên trong nó đang xen lẫn lộn vào nhau. Có khi vui, có khi nghĩ về chuyện này các bạn cảm giác vui, có khi nghĩ về chuyện này các bạn cảm giác
đó, nó mang mát một cái nỗi buồn nào đó, và bài mình lên mình còn cảm giác giống như là trong các bạn á, cái tình cảm này nó cũng cũng non trẻ, tức nghĩa là cái khoảng thời gian đi chung của các bạn á, mình cảm giác có thể là nó không quá lâu, có thể 1 năm 2 năm thôi, nhưng mà nó có nhiều cái để nhớ, để lưu lại. Và mình cảm giác giống như là trong các bạn cái cảm xúc đó nó là một cái thứ mà các bạn đôi khi cũng cũng trân quý nó, là cũng nhớ về nó. Đó là cái mình thấy được ở tụ 1. Mình sẽ chuyển sang tụ số 2. Thì đối với tụ số 2 thì chúng ta có lá 7 tiền và lá 3 kiếm. 7 tiền và 3 kiếm. Thì đối với tụ số 2 á, thì chúng ta những cái bạn chọn tụ số 2 á, thì cái cảm xúc, cái cảm giác của các bạn nó vẫn còn. Bởi vì 7 tiền mà 7 tiền như bạn nhìn thấy cái hình cô gái ở đây á, cái cô này đang giữ một cái mình cho là một con đom đóm đi ở trên tay, thì mình cảm giác nó giống như là cái tình cảm, cái cảm xúc của bạn nó cho hướng về người đó nó vẫn còn, và thật sự tới bây giờ nó vẫn còn, mình nghĩ là tới bây giờ nó vẫn còn. Có thể cái người những bạn chọn tụ hai này, cái mối quan hệ này nó có một cái kết, một cái sự chia tay hoặc là một cái sự đổ vỡ, nó hơi mang tính mình gọi là nó hơi không được thoải mái lắm, nó có một cái khúc mắc, một cái uẩn khúc nào đó, mà ở đó các bạn cảm giác một phần nào đó có thể là nằm ở phía lỗi của các bạn, hoặc một phần nào đó nó có liên quan trực tiếp đến cái quyết định, cái lựa chọn của bạn tại một thời điểm, nó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên. Rồi trong cái hai cái lá bài này nó lại cho mình một cái cảm giác đó nữa, là giữa hai bạn nó luôn có một cái sự trật trật nhịp, một cái sự thiếu ăn khớp. Có thể ban đầu nó là một hai cái người đi chung với nhau, thu hút nhau bởi vì những cái nét riêng, rồi sau đó khi bắt đầu đi chung lại hoặc là sát gần lại nhau thì nhận ra những cái bánh răng đó nó không ăn khớp, những cái mảnh ghép nó không ăn khớp với nhau. Và bài mình lên mình cảm giác trong các bạn có nhiều cái suy nghĩ lắm, mình cảm giác giống như là các bạn rất là tiếc về cái mối quan hệ này, bởi vì nó khác ở tụ một, là tụ một họ tiếc bởi vì nhiều cái nó xảy ra, nhiều cái trải qua, còn của các bạn tiếc bởi vì mình cảm giác giống như là có thể đi đến một cái kết, tức nghĩa là giữa hai bạn mình nghĩ có thể là đôi khi mối quan hệ này nó đủ lâu, đủ bền, hoặc là các bạn đã từng tính đến những chuyện xa vời hơn, nhưng mà vì một cái lý do nào đó, bài lên ở đây có 3 kiếm, tức nghĩa là mình cảm giác phải có một cái lý do nào đó rất là sâu xa, rất là lớn để cản các bạn bước tới một cái bước cuối cùng để có thể có một cái happy ending, hoặc là trong các bạn có một cái sự gì đó nó ngăn các bạn lại. Bởi vì mình vẫn thấy 7 tiền ở đây, mình cảm giác cái suy nghĩ, cái cảm xúc của các bạn giống như là mọi thứ nó đổ vỡ nó nhanh quá, hoặc là nó tự nhiên nó xảy ra lại như vậy, hoặc là tại sao người kia lại quyết định như vậy. Tức nghĩa là trong các bạn mình thấy nó vẫn còn những cái điều trăn trở, những cái câu hỏi nó còn khúc mắc, những cái nút thắt nó chưa được gỡ. Tức nghĩa là mình cảm giác ở trong đó cái mối quan hệ này có thể đôi khi nó kết thúc mà không có một một cái sự rõ ràng, một cái câu chia tay, một cái gì đó mà nó khiến cho người ta cảm giác có thể buông bỏ một cách dễ dàng để bước đi tiếp. Ngoài ra những bạn chọn tụ hai mình còn cảm thấy được đó là cái suy nghĩ của các bạn về chuyện tình cảm trong 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 hiện tại và trong tương lai gần á, nó rất là thiếu niềm tin, nó rất là tiêu cực, và nó hướng về một cái gì đó mình cảm giác rất là xa xôi và mơ hồ. Theo kiểu giống như là đôi khi mình cảm giác các bạn nghĩ là cái người mà các bạn đã đặt hết niềm tin, hy vọng và cái tuổi thanh xuân của các bạn vào á, nó lại đổ vỡ, thì liệu cái người kế tiếp hoặc là những cái mối quan hệ kế tiếp bạn có còn đủ niềm tin, đủ mạnh mẽ để bước vào cái mối quan hệ đó, xây đắp lại nữa hay không, rồi bạn có thể yêu lại được nữa hay không, hay là mọi thứ nó kết thúc ở đây. Tức nghĩa là trong suy nghĩ của các bạn nó rất rất là nhiều thứ tiêu cực ở trong đó, và nếu mà hỏi là các bạn còn cảm xúc, cảm giác hay không thì bài này lên chắc chắn phải còn. Và mình đôi khi mình nghĩ nó là còn nhiều nữa là đằng khác, bởi vì mình vẫn cảm giác nó chưa có phai được, nó vẫn còn ở trong đó, nó nằm ở đó, chỉ là đôi khi ai động đến nó giống như một vết thương vậy, ai động đến thì nó sẽ chảy máu, và mình cảm giác nó vết thương mình nó vẫn chưa lành, hoặc thậm chí nếu nó lành nó vẫn có sẹo, và mình cảm giác cái vết sẹo này nó rất là khó phai mờ. Thì đó là cái thông tin mà mình thấy được ở tụ số 2. Mình sẽ chuyển sang tụ số 3. Đối với tụ số 3 thì chúng ta có lá nữ hoàng kiếm và lá sáu và lá lover, lá số 6. Đối với tụ 3 thì cái bức tranh nó sẽ hơi khác một chút xíu, đó là những cái bạn chọn tụ 3 này thì hỏi các bạn còn nhớ hay không, hoặc là cảm xúc còn hay không, thì mình nghĩ đa phần là đã hết, ít nhất cũng phải 70% đổ lên là đã hết rồi. Bởi vì mình thấy trong cái lá nữ hoàng kiếm, thường nữ hoàng kiếm là một người rất là, mình gọi là hơi máu lạnh, suy nghĩ rất là logic, rất là lý trí, rất là khi mà họ đã quyết định kết thúc vì một cái lý do nào đó thì tất nghĩa nó phải có căn có cơ, hoặc là nó phải có một cái nguyên nhân nào đó do chính bản thân người này họ quyết định. Tức nghĩa là mình không biết
cái lý do đó là đúng hay sai nha. Tức nghĩa là cái nữ hoàng kiếm họ dựa trên một cái lý do, một cái căn cứ nào đó mà họ quyết định dù người kia như thế nào, tức nghĩa là họ nghĩ nó là đúng là đúng. Thì dựa theo cái đó thì mình thấy là ở trong đây bạn nghĩ là cái việc chia tay hoặc là việc kết thúc mối quan hệ cũ đó đôi khi là một cái lựa chọn sáng suốt. Mặc dù đôi khi mình nghĩ là trong 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 cái cảm giác, cái cảm nhận của các bạn vẫn còn nghĩ về đối phương theo kiểu là ngày xưa mình đã như thế này như thế kia, tại sao mình lại hành xử như vậy, phải chi ngày đó mình đừng có như vậy như vậy như vậy, thì có thể mình đã không dính vào một mối quan hệ như thế này. Tức nghĩa là các bạn không tiếc về quá khứ, nhưng các bạn nghĩ lại là ngày xưa mình khờ như thế này, mình còn dở như thế này, mình còn chưa nhận thức được cái này cái kia. Và mình cảm giác trong suy nghĩ của các bạn giống như là cái tình cảm của cái thời điểm đó nó có một cái chút gì đó ấu trĩ, một cái chút gì đó trẻ con, và bạn thấy được cái sai của bạn trong đó, bạn thấy được cái sai của đối phương, và từ những cái sai đó bạn rút ra được kinh nghiệm cho bản thân của bạn trong thời điểm hiện tại bây giờ. Và mình thấy đó là cái suy nghĩ của bạn nó tương đối tích cực hơn so với tụ một tụ hai, đó là khi một ai đến với bạn, bạn sẽ dựa trên những cái kinh nghiệm cũ, những cái gì cũ á, các bạn sẽ quyết định một cái mối quan hệ mới theo kiểu là bạn sẽ coi là đối phương như thế nào ra sao, phù hợp với mình hay không, và các bạn sẽ cân nhắc rất là kỹ cho những cái sự lựa chọn mới trong tương lai. Bởi vì mình cảm giác cái quá khứ là một cái gì đó nó xây dựng lên bạn trong hiện tại, và mình thấy cái cảm giác, cái cảm xúc của bạn về cái mối quan hệ cũ nó giống như là một cái trải nghiệm, một cái chuyến phiêu lưu hoặc là một cái chặng đường đã qua, và các bạn nhìn lại nó để các bạn thấy được các bạn đã trưởng thành lên như thế nào và ra sao. Và trong suy nghĩ, trong cái cảm xúc của các bạn á, mình vẫn thấy là nó, mình cảm giác ở những bạn chọn tụi ba đôi khi nó không phải là một người đâu. Mình cảm giác đôi khi các bạn nghĩ về cả một quá trình yêu đương trong lúc trước hoặc là trong một khoảng thời gian trước, không hẳn là một người cụ thể. Ngoài ra nữa mình thấy là có thể trong hiện tại các bạn còn đang để ý ai, tức nghĩa là các bạn đã có một mối quan hệ mới hoặc là đang có một cái dự định, một kế hoạch nào đó mới cho bản thân. Bởi vì mình cảm giác ở cái tụ ba này các bạn đang mong chờ rất là nhiều vào tương lai, mong chờ rất là nhiều vào những cái gì đó ở thời gian sắp tới. Và mình thấy giống như là hai cái lá này nó giống như bổ sung cho nhau theo kiểu là một khi các bạn đã sẵn sàng rồi, tức nghĩa là các bạn hiểu được cái vấn đề ở quá khứ, các bạn bước đi thì các bạn đã chấp nhận được nó và các bạn đang hướng đến một cái mới. Và mình thấy cái quá khứ, cái cảm giác cũ của các bạn nó giống như là một mình cảm giác nó giống như là một cái khoảnh khắc hoặc là một cái ký ức nào đó. Đôi khi bạn nhớ lại nó, bạn nghĩ về những cái đã qua và bạn hồi tưởng về nó, và đôi khi bạn cũng hay nói về nó, bởi vì đối với bạn đó là một cái gì đó mà mình nghĩ có chút gì đó thú vị hoặc là có một chút gì đó để nhớ, và sau đó các bạn lại quên nó đi. Tức nghĩa là mình cảm giác cuộc sống của các bạn chọn tụ ba đôi khi nó bận rộn hoặc là nó đang xen nhiều thứ lắm, và mình nghĩ là các bạn chọn tụ ba nó khá là người thực tế và suy nghĩ nó khá là cứng. Và mình thấy là khi mà các bạn đã chọn kết thúc một cái mối quan hệ hoặc là chọn bước đi trong một mối quan hệ rồi á, thì đó là một cái lựa chọn mà đôi khi các bạn sẽ không bao giờ mạnh lại. Thì đó là cái thông tin, một cái thông điệp mà mình thấy được ở tụ ba. Thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh, và hãy nhấn chuông để theo dõi các clip video clip tiếp theo của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian tới.